Vâng, xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đến với kênh ô tô cũ Duy Khánh Hải Phòng. Vâng, bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán tất cả các loại xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi, có địa chỉ tại số 1 Bắc Sơn, An Dương, thành phố Hải Phòng. Vâng, trong buổi chiều muộn ngày hôm nay, em lại review lên sóng một mẫu xe vừa cập bến cửa hàng. Một chiếc Deogentra có năm sản xuất 2010, lăn bánh là đầu 2011. Một chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc, máy xăng số sàn, động cơ 1.2 bản nhập các bác nhé. Sơn xi màu đen rất là sạch sẽ này. Một chiếc xe gia đình không taxi dịch vụ, không đâm số tai nạn ngập nước, 193 triệu đồng. 193 chiếc xe quá đẹp các bác. 193 triệu đồng thì bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Bác nào mà đúng chất mẫu xe này nhanh tay nhấc máy điện thoại cho em Khánh cho số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết chiếc xe này, cũng như cho đổi thêm thông tin về giá cả để có thể chọn được cho mình một mẫu chiếc xe ưng ý nhất, hợp lý nhất, giá rẻ nhất. Rồi Tết nhất thì cũng đã sắp đến nơi rồi, mưa phùn gió bấc thì là đương nhiên rồi. Vâng, bây giờ nhu cầu làm đẹp của chị em thì cũng là hoàn toàn hợp lý. Đi xe ô tô thì sẽ không phải lo tóc tai rồi phấn trang điểm các bác nhá. Xe máy để tung tóe hết các bác. Vâng, bốn bánh của chiếc xe thì tương đối là đều nhau. Khoảng 7 đến 80%. Cua lốp thì rất ok các bác nhá. Đó. Rất sạch sẽ, xi nhan tích hợp trên sườn. Phanh đĩa ABS. Túi khí. Đó, trang bị hai túi khí cho người lái và phía bên phụ các bác nhé. Đầu đai nguyên bản. Đấy, trang bị màn hình cam lùi. Đó, táp lô táp ly sạch sẽ cực kỳ luôn. Một mức giá rất tốt cho các bác, chưa đến 200 triệu đồng các bác đã sở hữu cho mình một chiếc xe sedan 2 đầu. Đấy, rộng rãi, nhập khẩu nguyên chiếc, động cơ 1.2. Đó, phần nội thất ghế da này rất là tươi này, sạch sẽ nhá. Một chiếc xe không đâm số tai nạn ngập nước, không taxi dịch vụ, một mẫu xe gia đình, một mức giá rất là tốt, 192 triệu đồng. Vâng, 192 triệu đồng thì bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho bác. Bác nào mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ kênh và bấm nút chuông phía bên tay phải màn hình để cập nhật những mẫu xe mới nhất về cả mà em đưa lên. Vâng, một chiếc cũng là dòng này, như dòng Gentra, dòng xe nhập mở cánh cửa nó khác hẳn các bác nhé. Đó, Việt Nam mình là cũng một đất nước đang phát triển nhưng về các cái thiết bị điện tử, máy móc ô tô này thì chưa thể bằng nước ngoài được các bác. Đó, phần là táp ly cánh sau bên đấy này, bên lái này keo chỉ zin, không đâm số tai nạn ngập nước. Vâng, hiện cửa hàng em về rất là nhiều các mẫu xe, các bác hãy nhanh tay chọn cho mình một mẫu xe ưng ý nhất. Deogentra nhập bản này cửa hàng cũng rất ít khi mua được các bác nhé. Một chiếc xe gia đình mang biển kiểm soát 36A27820, hòm dáng sơn xi rất là đẹp, trang bị cảm biến lùi, cam lùi. Đó, gầm bệ chắc lịch các bác nhé. Đó, phần khoang cốp đây sạch sẽ rộng rãi. Đó, để đồ cực kỳ là thoải mái các bác nhé. Wow, lốp sơ cua đây, xem lốp nhỏ này. Anh ơi, còn thắc mắc gì con này thì tối em lại gửi thêm nha nhé. Phần sàn đây các bác này, đó, sàn sạch sẽ nhé. Deogentra nhập khẩu nguyên chiếc, có năm sản xuất 2010, lăn bánh lần đầu 2011.
một chiếc xe gia đình không taxi dịch vụ, không đâm sâu tai nạn ngầm nước, 193 triệu đồng. Vâng, 193 triệu đồng thôi các bác nhé, chưa đến 200 đồng. Sedan 2 đầu, trang bị đầy đủ, nhập khẩu nguyên chiếc. Bản Edic Genta DU, DU Genta. Cột kèo đinh bấm răng rượt zin nguyên bản theo nhà máy sản xuất, không taxi dịch vụ, không đâm sâu tai nạn ngầm nước. Tư nhân chính chủ, chủ ngủ trên xe. Chủ xe thì không rượu chè gái gú, không hát karaoke tai vịn. Đó, cửa đóng phầm phập các bác nhé. Sân kính vẻ mưa đầy đủ. Gương kính chỉnh điện các bác nhé. Cụp xòe. Đó, bà con cô bác hãy nhanh tay. Đó, chiếc xe có hạn đăng kiểm đến tháng 3 2021. Táp lì rất là, táp lô rất là sạch sẽ này. Bốn cánh này các bác, bốn cánh này nguyên keo chỉ zin các bác nhé. Cũng rất là khó mua, các bác phải nhanh tay thì mới có thể giữ được một chiếc xe này. Xe đẹp, giá cả hợp lý. Còn sau đây sẽ tiến về phần nội thất này. Vâng ạ. Trả máy nữa mà tết các bác nhé. Các bác muốn là có định sở hữu cho chiếc cho mình chiếc xe thì hãy nhanh tay các bác nhé. Xe đẹp như này rất là hiếm. Máy đã lổ các bác nhé. Máy lổ rất là ok. Thì thầm mùa xuân. Xin nha. Nước gạt mưa. Lốp kính chỉnh điện. Cục xe. Đấy, bản nhập thì mới có cái hộp đựng kính này các bác nhé. Máy 1.2 nhưng mà 1.6 thì còn vẫn phải chạy theo, chạy dài các bác nhé. Tiết kiệm nhiên liệu. Máy đi rất khỏe, xe chạy rất là đầm, vô lăng còn rất là đẹp này. Đó. Phần quả số đây. Đấy. Số này là số lùi, là số R, số M. Ồ, đúng rồi. Dòng này lại không phải là dùng số móc các bác nhé. Nếu dòng Genta Việt thì nó sẽ là số móc nên đồng cấp với số 1. Phanh tay. Điều hòa rét run. Đầu đài nguyên bản các bác nhé. MP3. Không, hiện tại là không có đĩa các bác nhé. Đài nổ rất êm các bác nhé. Rồi, sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy này. Vâng, đây là phần tổng quan tổng thể phần khoang máy của chiếc DU Genta có làm sản xuất 2010, lăn bánh lần đầu 2011, nhập khẩu nguyên chiếc, trang bị phanh đĩa ABS, túi khí, gương kính chỉnh điện, xi nhan tích hợp trên sườn,
gương cuộc xòe các bác nhé. New Venture. Đó, cái phần tai này đó. Nguyên không phần này nóc cabo chưa bao giờ đụng đến cà lê mà lết. Tem mát nhà sản xuất nhập khẩu nguyên trước. Làm xong đây phần tai còn rất nguyên xi luôn. Cái móc từ khô ráo sạch sẽ này. Cơ 1.2 tiết kiệm nhiên liệu. $193 triệu thôi. Vâng, vừa rồi em đã review lên sóng giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe vừa có bến cửa hàng, một chiếc Leo Genta. Có làm sản xuất 2010, lăn bánh là đầu 2011, nhập khẩu nguyên chiếc. Động cơ máy xăng, số sàn động cơ có 1.2, tiết kiệm nhiên liệu. Cái dòng nhập này thì động cơ 1.2 nhưng mà cũng chả kém gì 1.6, còn thậm chí còn nhỉ hơn các bác nhé. Đó, sơn xi rất là đẹp. Vâng, với mức giá là 193 triệu đồng thì bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho bác. Bác nào muốn đúng chất mẫu xe này nhấc máy liên hệ trực tiếp với em Khánh theo số điện thoại 0917162240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này cũng như có thể trao đổi thêm thông tin về giá cả. Vâng, em xin được kết thúc video đây. Em xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.